Đây, đầu bếp sẽ múc cháo. Chị đeo bao tay ni lông rất là sạch sẽ, có một số thành phần và giá. Cháo thì đang múc trên lò. Một tô như vậy là bao nhiêu tiền chị ạ? 20 ngàn. Và lại thêm đồ ăn sẽ được tính thêm. Giá rất là bình dân, rất là rẻ nha các bạn. Đây là rồi. Đây là ngã tư Phan Xích Long với lại Phan Huy nha các bạn. Ngã tư rất là đông đúc, đường xe cộ qua rất là đông. Hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức một cái món cháo lòng tại số 144 Phan Đăng Lưu, phường 3 Phú Nhuận luôn. Đây là quán cháo lòng 144 Phan Đăng Lưu, phường 3 Phú Nhuận. Đây, khách đậu xe rất là đông rồi. Đây là quán cháo lòng 144 Phan Đăng Lưu, phường 3 Phú Nhuận các bạn. Đây là một nhà bên nhà. Bạn có thể thấy một nồi cháo rất là to với lại huyết rất là nhiều rồi. Và đây là những cái gia vị lòng, tim cọc và chả dồi nữa. Và chả rau, chả và những cái bánh quẩy để bỏ vào trong cháo tạo nên một cái nồi cháo thương hiệu bán đã gần 30 năm rồi các bạn. Cháo 144 là bán gần 30 năm, từ năm 1988 tới giờ. Chúng ta sẽ đi gặp chị chủ quán cháo lòng 144. Quán tên ba em làm chủ anh. Tên Hảo ạ. Chị ơi cho em hỏi là quán mình bán từ được bao nhiêu năm rồi ạ? 25 đến 27 năm rồi. Dạ, 25 đến 27 năm rồi. Và quán mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? 2 giờ chiều đến 3 giờ sáng. Từ 2 giờ chiều đến 3 giờ sáng. Là giá một tô ở mình là bao nhiêu tiền ạ? Cháo huyết là 12 ngàn, cháo lòng là 20. Huyết là 12 ngàn một tô, cháo lòng là 20 ngàn. Còn gọi thêm là tính thêm đúng không chị ha? Đúng rồi, gọi thêm là tính thêm. Lòng 144 Phan Đăng Lưu, không có chi nhánh khác, tại phường 3, quận Phú Nhuận nha các bạn. Đây, rất là nhiều người mới đến về ăn khuya, bán từ 2 giờ chiều cho đến 3 giờ sáng. Đó các bạn có thể thấy, bên kia là rất là đông đúc, ngã tư Phan Chính Long và Phan Đăng Lưu. Đây là chỗ để xe khách. Đây là giá cháo lòng 144, giờ bán là 2 giờ chiều tới 3 giờ sáng. Cháo huyết thì có giá là 12 ngàn, cháo lòng là 20 ngàn và lòng thêm là 20 ngàn một lạng. Và có dịch vụ giao tận nơi nha các bạn. Ở đây cũng có rất là nhiều cái món nước là giá 8 ngàn, 10 ngàn. Đây là cách ăn cháo lòng mới ra về. Bên kia là ngã tư rất là đông đúc của Phan Xích Long và Phan Đăng Lưu. Đây, khách đang vô quán. Và đây là không gian của quán cháo lòng 144. Chờ một người ở đâu không? Cháo lòng ở đây nổi tiếng và ngon rẻ. Rất là nhiều người biết đến quán khách vô liên tục. Quán rất là nhiều người biết đến nha các bạn. Ở đây rất là thường xuyên vô liên tục nên là rất là đông các bạn.
là nhanh. Thì nồi cháo được hầm nấu rất là ngon. Đây là quán cháo lòng quận 4 Phan Lưu nha các bạn. Anh chào hai em. Cho anh hỏi là tụi em biết đến quán cháo lòng này lâu chưa? Lâu rồi. Khoảng mấy năm rồi em? Mới biết gần đây. À, tụi em ở đâu? Em ở đây. Ở gần đây, ở quận này luôn hả? À, tụi em ăn cháo lòng mà thấy ngon không so với chỗ khác thấy thế nào? Thấy ngon. À, em thấy giá ở đây sao em? Ngon rẻ. Rẻ, rồi. Đây là quán cháo lòng 44 Phan Lưu. Có bán những cái món như là bánh mía đậu xanh, muôn sầu riêng, bánh tráng chuối 15.000 bịch và cơm cháy trà bông 25.000 bịch. Đây các bạn, đây là quầy thức ăn của quán cháo 44. Đó, các bạn vào đây. Tên đồ cháo lòng của quán cháo lòng 44 Phan Lưu các bạn. Bạn có thể tận mắt chứng kiến một nồi cháo lòng rất là thơm, rất là nhiều nếp nổi lên bề mặt. Đó, các bạn có thể thấy đồ cháo lòng rất là to. Đặc cạnh là những cái gia vị của đồ cháo lòng. Trên đây là bánh quẩy nè, dồi nè. Đây là lòng nè, dồi chắc sẵn các bạn. Đây là cái gì vậy? Yeah.
cháu lòng 144 Phan Lưu nha các bạn. Em chào cả nhà. Để em hỏi là anh với chị gia đình mình biết đến quán cháu lòng là lâu chưa ạ? Lâu. Khoảng bao nhiêu năm ạ? 7-8 năm rồi. Là anh ăn cháu lòng ở đây anh thấy so với chỗ khác thế nào? Ngon. Anh thấy giá sao ạ? Dạ, anh ở xa đây không anh? Cây số. Đây là quán cháu lòng 144 các bạn. Đây, ba bạn trẻ đang ăn cháu lòng 144 các bạn luôn. Đưa ngón cái. Chị ơi, cho em hỏi chị biết cái quán cháu lòng này lâu chưa? Mới ăn đầu. Ăn đầu. Chị ở xa đây không chị? Xịt à? Dạ. Chị thấy giá ở đây so với chỗ khác thế nào?